Bạch sư, ma quỷ có ăn đồ cúng được không? Vì con làm công ty thường cúng mùng 2 và 16 âm lịch, có người bị nhập đồ ăn gà và hút thuốc nữa. Thưa quý vị đó, nó có hai trường hợp như thế này nè. Dựa theo kinh tạng ấy, thì tất cả các cái loài phi nhân họ có cái thực phẩm riêng của họ, và họ không có ăn những cái đồ mà mình cúng dường cái kiểu như thế này. Ví dụ như là trái cây rồi gà rồi này nọ thì họ không có dùng được. Hàng phi nhân á thì một á là họ phải dùng cái loại thực phẩm mà do cái nghiệp của họ, ví dụ như họ phải dùng cái phân nước tiểu hoặc là họ phải dùng những cái đồ dơ, thì đó là nhiều, đa số họ sống bằng cái đó là nhiều đó. Và một số nữa đó thì họ sống nhờ vào cái phước hồi hướng. Cho nên nếu như mà quý vị ví dụ như làm cái ngày 30 ngày rằm ví dụ như vậy, hoặc là mùng 2 16, thì Sứ có một lời đề nghị như thế này nè. Quý vị làm mấy cái mấy bịch gạo á, gạo rồi dầu mắm muối này nọ đó, quý vị làm mấy cái phần đó rồi quý vị dặn một số người ăn xin. Thí dụ như là cho họ 10 phần chẳng hạn, thì quý vị dặn họ 10 ngày, thì cứ 10 ngày đó, cứ tới ngày đó thì tới công ty thì tôi phát quà cho mỗi người một phần. Nhưng mà nhớ nha, quà có nhiêu đó thôi, tới nhiều hơn cũng không có nữa đâu, không có thêm đâu. Đấy, còn tới nhiều hơn nữa thì quý vị tự chia. Nói như vậy để cho họ xác định là có tới thêm nhiều, có ỉ ôi thì cũng không có thêm. Và sau đó đó, quý vị hồi hướng phước đến cho chư thiên và những loài phi nhân ở xung quanh công ty, thì như vậy đó nó sẽ lợi ích hơn là cái việc là quý vị bày mâm cỗ trái cây này nọ để cúng. Còn một điều nữa như thế này, lại thêm một vấn đề nữa, đó là trong trường hợp mà một người bị phi nhân nhập mà họ đòi ăn uống cái này cái kia đó, thì trong kinh cũng có nha, cũng có. Đó là có những trường trong tạng luật á, có những trường hợp mà một vị tỳ kheo bị phi nhân nhập á, là vị ấy phải dùng đồ sống, thịt sống, uống máu tươi. Thì trong trường hợp đó thì vị tỳ kheo đó có thể sử dụng. Cái đó là có nha, trong trong tạng luật có. Nhưng mà như vậy này thì chẳng qua là cái hàng phi nhân họ họ đòi hỏi như vậy thôi, để nó gọi là nó thỏa mãn cái dục vọng của họ thôi. Nhưng thực sự mà nói đó, họ không có hưởng được. Nó giống như sư nói, nó hơi kỳ. Tức là giống như một cái người đàn ông mà bị bất lực á, họ không có khả năng quan hệ nam nữ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ không còn thích phụ nữ nữa. Điều đó không có nghĩa là họ không còn tham dục nữa, chẳng qua là điều kiện sinh lý của họ không cho phép thôi, nhưng mà họ vẫn thể hiện nó ra bằng những cái vấn đề khác. Thậm chí có nhiều người họ rất là biến thái mặc dù họ bất lực. Đấy, nói như vậy để quý vị có thể liên tưởng đến vấn đề này. Cho nên nhiều hàng phi nhân á, họ có cái mong muốn và họ cố họ đòi họ hỏi như vậy đó, nhưng thực tế họ không có hưởng được, nhưng mà họ vẫn bị thôi thúc bởi cái khổ do cái nghiệp của họ. Và cái cách tốt nhất mà quý vị có thể làm là như sư nói hồi nãy, quý vị có thể làm phước và sau đó quý vị hồi hướng, thì đó là cái điều tốt nhất.